Ngày xưa, trong một góc phố nhỏ, Thẩm Nguy chỉ là một anh chàng ăn xin với bộ dạng như vừa lăn lộn trong bùn, nhưng không phải ai cũng biết ông ta là một Google di động. Vào một ngày không mấy đẹp trời, Thẩm quyết định tấn công vào làng mạng bằng một buổi livestream về cách chế biến sushi từ rác thải. Và thế là không hiểu sao, chỉ sau một đêm, ông trở thành ngôi sao mạng xã hội, khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Các đồng nghiệp ăn xin bắt đầu gọi ông là Thẩm sư phụ, và mỗi khi ông xuất hiện là dân tình lại xếp hàng dài như đang chờ mua iPhone mới. Truyền thông thì đua nhau đặt cho ông biệt danh vua ăn mày dạy đời. Tiểu Phi, một thanh niên nhiệt huyết đã thề sẽ theo Thẩm Nguy tới cùng. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Tiểu Phi, từ chuyện hashtag cho tới cách quay video cinematic, Thẩm Nguy không chỉ là một triệu phú livestream mà còn là một biểu tượng thời trang, chuyên mặc những bộ đồ rách rưới nhưng cực kỳ có gu. Trong dịp Trung thu, không biết vì đồng cảm hay muốn câu view, Thẩm quyết định quay trở về nhà để làm lành với cha già trong một clip đầy nước mắt, làm tan chảy trái tim hàng triệu khán giả. Khi cha ông qua đời, Thẩm tiếp tục cuộc đời hobo chic của mình, nhưng giờ đây, ông đã có trong tay một căn biệt thự và một tương lai không còn lo cơm áo gạo tiền. Thẩm Nguy là minh chứng sống cho việc, dù bạn có khởi đầu từ thùng rác, chỉ cần bạn đủ thông minh và may mắn, bạn vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một người đàn ông với kiến thức vô tận và túi áo luôn chật cứng sách vở cũ.